Úc có bị uh, mất uh, không chú Hồng Úc sau này uh, Lại giúp ở trên Để mà phát triển Cái đạo thiên tâm Với với bên Âu Châu uh, Nhiều nước sẽ bị mất lắm Cái đạo thiên tâm là đạo này nè Của cha đó Để sau này thống nhất toàn cầu uh, Người Pháp Người gì cũng sẽ theo cái đạo này hết Họ sẽ học Phật Lúc đó lúc đó họ tin là có thượng đế có tâm linh có phật thì lúc đó họ mới ăn hiền ở lành còn bây giờ họ không có tin họ tin họ chế cái vũ khí mạnh là họ nghĩ là họ chiếm quả địa cầu này đó cho nên sau này úc cũng không sao những người nào mà hộ cái đạo này lên á ở trên á sẽ để cho cái quốc gia đó có sự sống cường thịnh thanh bình Tại sao này chỉ có một đạo này thôi thống nhất toàn thế giới mà kỳ không phải là truyền đạo nha Kiệt là người truyền tin nếu mà kỳ người truyền đạo Kiệt lên đây Kiệt truyền đạo tối ngày nghe nhức đầu lắm thì cho nó lần thôi ai đủ duyên thì hiểu không hiểu mà thôi à thiệt á Kiệt à, còn kinh điển thì đó Kiệt để lên đó nó đọc kinh lăng nghiêm rồi vô đại bi rồi vô nó cũng tương tự như đạo Phật nhưng mà chỉ thờ ở thượng đế còn bên Phật là thờ Phật còn những đạo khác là thờ tùm lum hết cho nên nó sẽ thích hợp với tất cả các đạo khác như đạo hồi giáo cũng thờ cha a à la đạo công giáo cũng thờ cha thượng đế ấn độ giáo cũng thờ cha là gót gì đó thì cho nên đạo nào cũng thờ cha hết cuối cùng à, ở việt nam đạo thiên Tâm cũng thờ chế xong luôn cho nên tất cả đều là một còn bây giờ chia nhau quá trời phật của tôi giỏi hơn chúa của ông rồi mà uh, mohammed của tôi uh, đủ hết ai cũng binh đạo của mình giỏi hết cho nên chiến tranh thánh chiến tối ngày ôm bom tự sát ở trung đông dành cái Jerusalem thôi mà mấy trăm năm nay quýnh tan nát cái bển hết miền tây có phật sống rồi, không có có chứ có cho nên miền tây mới mọc nhiều cái hoa u đàm á miền tây có tất cả các lãnh đạo phải thức tỉnh biết có phật thánh tiên đang xuất hiện thì mình phải làm sao để mình được bảo toàn gia đình Và trong tương lai lo cho nước Việt Sàng lọc lại Những người để mà lo cho dân Cho nước Chứ còn mà cứ uh, tin theo trung cộng Không là xong Nó lo nó không xong á Nó là thiên ma Mà chạy theo nó làm gì Hội Thánh Đức Chúa Trời là sao vậy cháu Không biết nhưng mà cái nào mà làm cho người ta đừng có mê muội để mà kéo phe có đảng là tốt còn đạo phật là tự do ai muốn vô thiên tâm thì ra hướng đông bắc lại 12 lại đặt tên là à, 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 thiên tâm này thiên tâm kia thiên à, giống như à, ông thủ tướng là tên gì ta phạm minh chính ờ à, thiên chính rồi ông chủ tịch nước là phúc hả thiên phúc Thế là thiên hết thì đâu đâu có ai chống ai rồi nguyễn phú trọng là, là thiên trọng rồi chị ngân mình á là thiên ngân là xong là anh em một nhà đâu có cần phải chống còn anh anh, ba x dũng. thiên dũng Thế là thiên hết còn thiên thồng vui không đâu có cần phải đâu có cần phải đụng độ nhau thì rất là dễ cho nên không có cần phải có thầy gì chứ, tự ra hướng Đông Bắc. Rồi các vị ở trên không gian á, các vị nhìn xuống ghi xuống, à hôm nay này à, cho nó cái visa để đi về, cho cái uh, passport đi. Giống như đi xin uh, passport đi Mỹ vậy đó. có phải thế giới hòa bình không? Còn Putin, thiên Putin, còn Trump là thiên Trump, thiên Biden. <laughs> tổng thống pháp là ai ta ông gì đó. đó đại khái có chữ thiền thôi là ăn tiền tự đặt không có cần theo thầy nào hết đó. lấy uh, lấy cuốn kinh ra lấy chú đại bi ra đọc rồi ngồi thiền thì lúc đó sẽ về trời hết tại vì mấy nghìn năm rồi chúng ta cứ lẫn quẩn trong uh, sáu nẻo luân hồi này á chết đi đầu thai lại xào